we sail a little bit higher. Thì ngay từ giờ này anh chị nào chưa vé thì cũng thương tình tham gia tham dự ủng hộ giùm cho bên trên chúng em luôn của chú anh chị mình ha. Nó đừng về bỏ về sớm. Đó là đây, và để thưởng thức một chương trình ca nhạc tổng hợp cho trọn vẹn với những tặng phẩm mà những nhà sản phẩm. Chị ơi, Tố Lan ơi, đi về phía bên trên luôn rồi ha, phía gần sân khấu luôn này chị. Đó thì anh chị nào muốn mua vé mà đứng ngồi tại chỗ, nhấc nhẹ đầu ngón tay lên để bên trên chúng em thấy được, và được đồng nhân viên tới tận nơi tận chỗ phục vụ cho cô chú anh chị mình qua những tặng vé thân thương còn sót lại cho dòng loại này luôn cô chú anh chị. Đây, người bán đằng trước, người lướt đằng sau, ai hết vé giơ tay giùm em luôn nha. Vâng, thì Nhỏ Vi cũng xin giới thiệu của chú anh chị mình. Đoàn chúng em đang diễn tại số 1 Lữ Gia, nhà thi đấu Phú Thọ của chú anh chị. Ngày mai trong chúng em diễn vào lúc 11 giờ đến 13 giờ, và xuất diễn thứ hai là từ 15 giờ đến 17 giờ 30 cùng ngày của chú anh chị mình ha. Và tại Rubik's Show này chúng em đúng 18 giờ 30 sẽ lên đèn phục vụ cho cô chú anh chị mình vào thứ hai, thứ ba, thứ tư và nghỉ thứ năm, tiếp tục là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật kế tiếp của chú anh chị. Rồi, ai siêu vé hỏi giùm em luôn ạ. Đây là tiết mục ba vé rồi, trên này có ai chưa vé không ạ? Ai chưa vé hỏi giùm em luôn ạ. Vé đây nè, Lumi ơi, ở Luna, Lumi ơi, sau lưng quay luôn nha. Dạ, phía bên đây còn ai chưa vé thôi, em kêu nhân viên đến phục vụ cho cô chú anh chị luôn ạ. Vậy ai cũng có vé hết rồi. Phía ngoài xa, Dông ơi đừng có quạt hai cái cánh quá em ơi, mình bị viêm cánh đó, mình bớt quạt cánh lại ha. Vé ngay giữa luôn nè, vé không anh? Dạ rồi, chờ em chút xíu nha. Tố Lan ơi, quay qua sau lưng đi nè chị. Dạ, còn ai chưa vé thì mình cũng đừng có ngại giơ cánh tay của chú chị mình ha. Nay làm mệt em. Thì anh chị có đến đây thì Nhỏ Vi cũng cảm ơn anh chị đã đến đây ủng hộ cho đoàn Lô Tô rất là nhiều của chú chị. Đó, mỗi lần mà chúng em lên đây diễn mà thấy anh chị mình đến đây đông như vậy á, em rất là vui luôn. Mà thật sự là có cái là anh chị mình có nhắn tin hay là bình luận cho Nhỏ Vi mà Nhỏ Vi không có trả lời, anh chị mình cũng bỏ qua nha. Tại vì em ham ngủ lắm, em không có thức để bình luận. Và em cũng không có thức để nhắn tin, cho nên em rất là ham ngủ. Nhiều lúc em không nhắn tin anh chị nói em chảnh, thật sự là em ham ngủ lắm cho chú chị. Rồi, ai chưa vé hộ giùm em. Rồi, hết vé luôn. Cô chú chị mình đã có vé hết rồi. Thì ngay từ giờ này anh chị là có vé hết, mắt chuyện sẽ chuẩn bị do xuống. Có khi nào mình dò số bằng cái nhạc này không trời? Sút gì đây, sút gì đây, sút gì đây, sút gì đây, sút gì đây. Cái nhạc này là mình mới phiêu mà làm gì nào. Sút gì đây, sút gì đây, sút gì đây. Hả? Chơi hết vé giờ số luôn à. Anh Trang ơi, chơi giờ này thì ai còn chưa vé thì vô nhẹ cánh tay lên. Còn ai có vé rồi mình hướng mắt chuyện sáng cho bị giò số của chú chị mình ha. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra mọc nghe ra giò số vô, mọc nghe ra giò số vô, con hai gì đây, hai gì ra, con hai gì đây, hai gì ra. Bầu trời như sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có một lần, đã trọn vẹn yên dân với em. Anh mãi là người tình trăm năm. 25, còn 25, 25, còn 25, số ra con mây. Số gì đây, số gì ra, số gì đây. Có con kiếm vàng bỏ ngang mà bông bi. Thấy tóc em dài để ý cái anh thương. Anh thương mái tóc cái gì cho. Ghé em hai cục bọn bóng trên đầu. Anh thương em mặc áo cái giặc màu. Mặc cái cục ống tính mang đâu vậy mà biết cô. 11, 12.
cha, năm thì cha không mấy thì cha. Dâu nhớ đây, đẩy 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 ông năm mươi bảy, năm năm mươi bảy. Một chiếc bông của bà nào trời ơi, năm mươi bảy, năm mấy ạ, năm bảy con, năm mươi bảy. Số gì đây số gì ra, số gì đây số gì ra, ba gì đây ba gì ra. Được kêu, cảm ơn chị. Vậy anh chị mình phía bên dưới khoan bòi xóa lá vé hả? Chị muốn chửi gì hả chị? Trong giây phút này chị có thể chửi thề được chăng? Chị chửi đi. Lũ đạn người ta. Kìa, bà chửi anh đứng không quay phim bà kìa. Dạ, ký hiệu phía sau 13 đúng dòng loại. Ủa nhìn anh quen lắm. Mới kêu số mấy vậy? 49. 49 vừa kêu. Có 1. 37. Có 2. 18. Có 3. Số 2. 18 hả? 18 hả? Cái gì vậy cha? Cái gì nói lại coi. Số mấy? Hèn chi tôi nhìn tôi thấy, ủa sao chưa gạch mà sao bảo vệ đâu, security đâu. Ở đâu vô mà phá cái đò của tôi. Mọi người ơi, giờ số tiếp. Anh ơi, số gì đây, số gì đây, mấy gì ra con, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Chê ơi chê, theo em về quê đi chê, mình về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có phân lên gò đen thú cửa, mình uống nước chưa rồi mình đi Long An. Chê ơi ghé qua đây, quê mình miền Tây, trời bê đê đã yên, tối về ngủ yên, mai mình đi Long Xuyên. Nguyên 50 là tấm vé cờ người, có tin không người ơi. Thiệt nghe ông nội. Dạ cô chú anh chị mình khoan bôi xóa lá vé để bây giờ chúng em kiểm cho nó kỹ cô chú anh mình ha. Một lần nữa tôi lại cầm con số và tôi không được kêu. Hứa với tôi là kinh nha bà. Không có ghẹo BD nữa nghe. Đàn ông ký hiệu phía sau 57. Lạ quá ha. 57 rồi. 50 vừa kêu. 50 có 1. 13. 13 có 2. 25. 25 có 3. Cuối cùng là 37. 37 không có. Gì vậy? Có. Rồi mời anh lên đây ạ. Rồi mời anh lên đây nhận giùm em. Còn ai nữa không ạ? Rồi một người. Anh chọn qua giùm em một con gấu lớn nha. Lấy con nào cũng được miễn là nó lớn. Rồi dòng loại này là dòng loại khuyến mãi đặc biệt của chú anh chị mình ơi. Mua 1 vé được tặng 1 vé, mua 10 vé được tặng 10 vé, mua bao nhiêu tặng bấy nhiêu của chú anh chị. Và cái vé tặng này mình để đến dòng cuối cùng mình dò của chú anh chị mình nha. Thì ngay từ giờ này cô chú anh chị là có vé cầm tay, mình hướng mắt chị sáng chuẩn bị dò số. Và nhớ là dò lá vé màu xanh nha cô chú anh chị. Số
xuống gì ra xuống gì đi xuống gì ra con ba gì đây ba gì đây con ba gì ra bóng ghé ca bóng và ai mua nhiều vé có cần hỗ trợ dọn thêm không ạ? Xuống gì đi xuống gì đi xuống gì đi xuống gì ra em nghe nói là có anh chị nào mua một lần 20 mấy vé vô tay em ạ? Ở đó hả? Ở đây hả? Rồi đi đâu cần cho hỗ trợ ở đây hả? Trời ơi, trời ơi, tiếp đây bà dò tiếp mà bà dò người ta hơn 10 mấy vé cho mẹ. Ông nội thật thôi. Rồi cứ từ từ cho khán giả mình dò. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì. Còn không chảy hết lên trời ơi, ơi trời, bà dò phụ mà bà dò còn hơn người ta. Ừ, cho phụ bà dò cỡ đó đó, còn không. Xuống gì đi xuống, gì đi xuống, gì đi xuống, gì ra con mấy gì đi mấy gì ra. Mấy gì đi mấy gì ra con ba gì đi ba gì ra con ba gì đây. Ba gì đi ba gì ra cái đầu mới cạo, cái đầu mới cạo. Em rờ nhát nhát, 38, 38, 38, 38, 38 con số đầu tiên gạch số vô con 38. 38 là 38 cũng 38 còn 38. 38 còn 38 số ra con mấy? Con nằm gì đây? Nằm gì đây? Nằm gì đây? Ngó lên trời có cái đám mây bạch, ngó xuống cạnh thấy cát nó đỏ bùi. Nước lội xuôi con lươn nó lội ngược, con cá được nó lội xuôi. Anh than rằng một phẩm anh nghèo, tuổi trẻ đâu dám đèo phòng mà lên cao. Còn 56, 56, còn 56, 56, 56, 56, 56, 56, còn 56, 56, còn số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy gì đây, số gì đây, con ba gì đây. Ở dưới quê em làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em bán cây bìa ơm, bán bìa ơm, ai ơm mà cho tiêu. Thế mà em cho nên không có cái tiền tiêu. Về dưới quê em đi bán cái đồ rẫy, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37. Đợi chờ bao kẻ ước mơ, em hãy phòng hờ kẻo không là nguy cơ. Con số 4, con số 4, con số từ, con số 4, con số từ thì con số 4, con số từ là con số 4, là con số 4, con số từ là con số. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Chàng chê, chàng chê, chàng chê, chàng nhớ cái em không. Em về em nhớ, hàm răng rô chỉ cười. Còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, nghe tưởng số 10. Còn 60, còn 60, không phải con số 10 mấy. Gì ra muốn gì đi, muốn gì ra con muốn gì đi, muốn gì ra. Ở bó xa tố, tố tâm bó nó bó bó sơ sơ đây. Ở bó xa tố, sao mẹ nó đây cho anh chiếc chậm lấy. Xuân lấy tên xuân bò, xa đây bò bò miền chay chậm nào. 43, 43, 43, 43, 43, 43, còn 43, 43, còn 43, 43, còn 43, còn nằm gì đây, nằm gì đây. Gió không chân này, anh hùng kêu cao chí tài. Người xưa, những dịnh thiệt nước sơn hà. Quý tâm diệt thù, bây giờ
người xưa dưới chân thủy trùng bên hồ tầm 55 trong căn nhà hoang dường như có mơ con má đầu đình đôi lúc có đầu xa làm anh giật mình còn 49 Nguyễn Thành viết cho tôi cho ta 49 số gì ra số gì ra ba gì ra ba gì ra ôi thôi chàng ơi gây đôi nhịp cầu gây đôi á nhịp cầu nàng sao có biết ta ngắm tim em từ ngày lên xe hoa làm em lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta cánh chia tình xa con số ba 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 con ba gì đây ba gì ra ba gì đây ba gì ra a à, tiên hỡi gì sao đành tâm bó thiếp nơi chốn sơn lâm này tình là tình nó nước bình yên mơ là mơ chúng mình sẽ duyên nguyên 30 còn 30 con 30 con 30 kinh thiệt không ông nội chưa có kinh giờ số tiếp quý gì ai số gì đây số gì ra số gì đây số gì ra giờ từ từ đừng có lên quên giờ từ từ đừng có lên quên 59 còn 59 số là con mấy con số gì đây số gì đây làm cuối gặp nhau là kẻ nói từ mấy cái anh nếu khi không cần tôi là cầu cặp lắm đồ của thiệt môn nam mô di đà ra ra ta ra ta ha bắc đây nam ma ra nam mô di đà hi ra ta ma ha a di đà nam mô di đà ra ma ha la nam ma nam ho nam 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 đầu trong bay tây phương cực lạc đầu trong xuống xi măng cái cục giờ đầu lên một tung bậc thân nam mô di đà đến ra ta ha ba ra ra đây ra ha ra ra nam ma nam mô nam con số một con số 1 là chiếc lá cờ hơn. Vâng, cô chú chị phía bên dưới khoan bên sớ lá vé để mình truyền chúng em kiểm của bốn chiếc mình và tờ lá vé của chú chị mình ha. Tao con! Xỉu! Tao con! Dạ đây con. Ký hiệu phía sau. Số 3 đúng dòng lời. Số 1 vừa kêu. Dạ đây anh lên đây, lên đây. Số 1 có 1. 30. Có 2. 43. Có 3. 56. Dạ lên đây anh. Có 4. Dạ anh lên đây em mới tặng quà cho anh được. 75 dòng loại ký hiệu đúng dòng loại số 1 vừa kêu. Có 1, 30, có 2, 43, có 3, 56, có 4. Dạ. Ký hiệu phía sau. 70 đúng dòng loại số 1 vừa kêu. Có 1, 30, có 2, 43, có 3, 56, có 4. Dạ chủ nhân thứ tư. Ký hiệu phía sau đúng dòng loại số 1, 30, 43, 56 có đủ. Đủ rồi. Dạ dòng loại vừa qua có 4 chủ nhân đột giải có 4 tờ lá vé. Và cô chú anh chị mình nhớ giữ lại tờ lá vé màu vàng nha cô chú anh chị để dòng cuối mình dò ha. Rồi, cười cái coi, mắc cỡ nữa. Rồi bóc số coi ai số lớn hơn chọn qua giùm em con gấu lớn luôn ha. Và dòng loại vừa qua cũng không còn giá trị nữa thì cô chú anh chị mình thương tình tham gia tham dự ủng hộ giùm em qua dòng loại mới. Rồi cô chú anh chị mình cũng thương tình tham gia tham dự ủng hộ giùm em cô chú anh chị mình ha. Vậy em hát hả? Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, một tờ là vé 10.000 đồng, chỉ còn vài vòng nữa thôi để đã đến dòng lời cuối cùng cũng như là kết thúc là chương trình hôm nay rồi. Thì cô chú anh chị mình cũng thân tình tham gia tham dự ủng hộ giùm em. Đó thì cô chú anh chị mình ha, đến đây rồi thì cũng ủng hộ những tờ là vé. Và sau đây thì cô chú anh chị mình hãy hướng mắt về sân khấu để thưởng thức qua một giọng hát rất dễ thương của người đẹp Thanh Xuân. Bình an có đan lòng buồn xót xa, anh chỉ đến bên em.
em xin hết ạ. Bolero với nhạc dân ca mà lần đầu tiên em cứ sừng làm nghẽ nên mọi người bỏ qua giùm cho em ạ. Ở sao em lẻ loi quá Vi ơi. Vi ơi. Em run quá Vi ơi. Mọi người trên tay mình đã có lá vé chưa hả? Mọi người à, chị Nhi ơi, chị Nhi còn vé không ạ? Alo. Alo. Trời ơi, em khổ tâm ghê. Cô chú anh chị mình thông cảm xíu nha, bà bầu em đi đẻ chưa có gì. Tự nhiên cái đi đẻ một lần 6 người em cũng nhức đầu dễ sợ. 6 con đi đẻ một lượt, trời đất ơi không tin được luôn. Khổ lắm sao chị? Chị gọi dầu gọi gì mà Lâm chị rụng vậy? Em thông cảm với chị đi vào chị ung thư luôn rồi. Chị bị ung thư. Ê, Long chim. Mày điên rồi Vy, mày điên rồi. Long con chim công. Mày điên rồi Vy ơi. Thì ra là Long con chim công. Dạ quý anh chị, ai cầm lá vé trên tay hãy giơ một cái tay lên nè. Bên đâu, đây nè. Vé qua bên này luôn. Lumi ơi còn vé không, chạy lên đây giùm em. Bánh bèo ơi, bên đây có trà đẹp nè em ơi. Lẹ lên áo vàng ơi. Lẹ nhưng mà có chừng tụt xà rong nha chị. Đây nè, trai đẹp đứng đây không bán, mày bán cho bánh bèo không à. BD mà mê bánh bèo. Vé qua bên này, hai vé nữa nè. Vé hả em? Kìa, ai? Còn ai? Vé không đi. Ai trời, mọi người tao lấy vé cho mặt không? Dạ hồi nãy ai đưa cho cầu cầu 200 quên thối của chú chị? Ai đưa cho người đẹp cầu cầu 200.000 quên thối? Ừ, có rồi hả? À, bà nội ơi, chị cũng chưa nói nữa. Hồi nãy có một bà chị dâng tặng cho đoàn 500.000. Đoàn xin trân trọng cảm ơn bà chị giấu tên nha. Em tặng đó. Mày bữa nào thiếu mày 2.000 còn đòi nó chỉ 500. Ai cần một cái một tờ lá vé xin giơ tay lên nào. Số gì đây mà chia ra giờ số dù con tập gì đây năm gì ra năm gì đây năm gì đây con tập gì đây năm gì ra tuổi em còn xuân như bông hoa mà mới nở ông bướm đợi chờ bao kẻ ước mơ em hãy phòng thờ kẻo không là nguy khốn. 54 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
Đúng.
qua mấy trận giao tranh ấy kỳ cấp đã bị kẻ thù dây khốn 44. 44 44 44 còn mười gì đây, mười gì ra, còn mười gì đây, mười gì ra, mười gì đây, mười gì ra, em bắt con này, em bắt con này, con này chạy trốn. Còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ thiên đại thánh đại náo đến thiên tung, bị đất cái cây xung cổ xung mà chạy trốn. Còn tô bốn, còn tô bốn, còn tô bốn, mấy giọng của chị ngon ghê. Còn tô bốn, 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 còn tàu thái hậu qua mấy trận giao tranh ấy kỳ cấp đã bị kẻ thù dây khốn. Yeah, muôn tàu thái hậu sao qua mấy trận giao tranh ấy kỳ cấp đã bị kẻ thù dây khốn. Trời ơi, bão táp mưa xa, một dương dân Nga có chống đỡ nổi sơn. Tại biết tao mới đập con heo luôn đó. Có trong đỡ nổi sơn hà, nở nước tình nhà nắng quần dài. Thở tỳ này 39, 39, 39, 39, còn 39, 39, còn 39, 39, còn 39, tôi là con mây. Ba chị đây trời xa mưa giông, mưa buồn con bảy đứa đò cũng lạnh lùng. Bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò hoàng hôn. Con 34, 34, còn 34, 34, 34, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, con gì đây, người gì đây. Chúc anh đàn toa quân là trai, chúc anh đàn toa quân là trai. Từ trung giang đi là trai, đại là trai, là chúc anh đại con 12, con 12, con 12. Mang nghĩa cờ rất lớn tình yêu. Vâng, cô chú anh chị phía bên dưới khoang bơi số lá vé để mình chuyển chúng em kịp với 4 trái banh và tờ lá vé của chú anh chị mình ha. Có một anh trai đọc giấy qua 4 trái banh và tờ lá vé. Rồi chạy lên giùm em luôn anh ơi. Nó sắp sửa tới dòng loại cuối cùng rồi cô chú anh chị mình đây. Nó đừng về bỏ về sớm ha, dòng loại cuối. Thì cô chú anh chị mình có thể chọn qua đó là một chiếc chuông của nhà tài trợ BH Silok trị giá 3.600.000 đồng cô chú anh chị. Rồi chị em đẻ về rồi cô chú anh chị mình ơi. Trời ơi, sáu bà đi đẻ về rồi. Trời ơi, bà chị em mới đẻ. Em muốn rụng vô tay bà chị ơi. Chị ơi, ở nhà nó loạn hết. Chị ơi, cho em xin lỗi cả mọi người nãy giờ đi chìm nước biển quá chị. Tại mặc bộ đồ bó quá đó chị. Rồi bây giờ chị đâu? Chị ơi. Chị đâu? Hả? Chị đi áo chị có coi lại chị không? Sao vậy? Nó lời nó quýnh em ai chập luôn. Hả? Nó quýnh em hả? Ai quýnh mày? Cái nhà nữa nè. Ai quýnh mày? Dương anh để ta xử nó luôn cho. Quýnh mới có hai chập hả? Mấy đứa quýnh thêm đi cho chẳng. Gì nữa? Bà Giang nó chửi chị. À, nó chửi hả? Chửi luôn em. Ờ, ngày nào nó cũng chửi mà chị quen rồi. Vỗ tay cho Dương Thanh Trà nữa vậy, tại vì bữa nay là bữa trình diễn cuối cùng của cô ấy. Rồi, số mấy nè? Vừa kêu qua, 51. Có 1. 34. Có 2. 12. Có 3. Số 4. Có đủ. Dòng loại 41 hợp lệ quý vị. Và xin mời chủ nhân thứ hai ạ. Dạ, 51, 34, 12, số 4 hợp lệ xin trao quà 77. Và quý vị ơi, bây giờ chúng ta cùng đến với vòng loại tiếp theo nha. Hồi nãy giờ có dòng tặng chưa chị Nhật ơi? Rồi.
có dòng tặng đâu quý chị. Dạ, mua một tặng một, quý vị nhớ dự đến cuối chương trình tặng phẩm thường nhân đôi là 24 bự cho bạn ái nha quý vị. Rồi, quay số nè, ai lớn hơn nè. Mấy gì ra, mấy gì ra. Rồi đổ con gấu khác cũng được anh. Lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra. Cờ ra con mấy, con mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Bữa nay cái bếp này mới tung gì đó. Số 39 của chú anh chị mình ha. Rồi chạy lên đi luôn anh ơi. Rồi chỉ còn sẽ động và một hai vòng nữa thôi là đến vòng loại đặc biệt của chú anh chị mình ha. Rồi đây anh từ từ. Ký hiệu phía sau 55 đúng vòng loại. 39 vừa kêu có 1. Số 10 có 2. 24 có 3. 50 lụm gạo. Rồi còn ai nữa mà. Rồi một chú nhân vòng loại vừa qua có một chú nhân độc dài có 4 chiếc banh và tà lá vé thì cô chú anh chị mình không tin tưởng lên bên trên kiểm tra ha. Rồi em tặng cho anh một con gấu lớn, tặng kèm theo đó là một chiếc đồng hồ của nhà tài trợ BH Silock luôn ha. Và quý vị ơi, chỉ còn một vài vòng loại nữa chúng ta sẽ đến với vòng loại cuối cùng quý vị. Một vòng nữa chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt đó là một chiếc chuông cửa của BH Silock. Chiếc chuông cửa thông minh nha quý vị. Và bây giờ hồi nãy giờ em đi vô nước biển. Dạ, cho bây giờ em sẽ trả trở lại sân khấu và đáp lại tình cảm của tất cả quý vị đã dành cho đầu lưu tôi Sài Gòn Tân Thời tối hôm nay bằng một ca khúc rất là dễ thương Dancing All Night. Bây giờ là bung lụa quý vị, nó hết chơi gì luôn nè.
chung. Đôi chân em thiết tha với mắt mọi người mời say đắm. Ai sẽ đi lối dẫn dắt vào những cơn mơ thân tiên. Rồi cũng khép lại dòng loại áp chót của chúng em. Và ai chưa có vé chơi giùm em cách tay quý vị dòng áp chót rồi. Ai kiếm nhau hết vé chưa cưng? Hết chưa? Chờ, hả? Phấn hả? Mặc gì gãi hoài như tôi ngủ không vậy mẹ? Trời. Nát hai cái nách luôn hả? Rồi quý vị ơi, bây giờ ai có vé hướng mắt thì sân khấu bắt đầu dò số gì ơi, dòng loại tiếp theo luôn. Phấn hả Phấn? Rồi mấy anh em chạy lấy phấn lẹ lên. Cái gì vô nghiệp? Giờ tới như mày. Chúc trả thêm tiền tóc giả đó má. Mấy gì ra, mấy gì ra. Rồi quý vị ơi, bây giờ chúng ta, ai có chơi chúng ta hướng mắt giữa sang bắt đầu do số gì ơi. Vô, vô. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cười ra. Cười ra con mấy. Còn mày gì ra mày, gì ra mày, gì ra mày, gì ra. Vô ông xã ơi. Xã ơi. Có ai chưa có vé cái gì? Trời ơi hai má kìa trời. Hả? Dạ. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em e thèn trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng. Vô thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh mình. 59 59 còn 59 59 vô 59 59 59 số gì ra, số gì ra, số gì đây con, số gì ra, số gì đây cái hai gì ra, hai gì đây cái giò từ từ đừng có đánh quên. 29 29 cái 29 mấy gì ra, số gì đây, số gì đây con, cờ gì đây, cờ gì đây. Con năm mươi, 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 con năm mươi,
sâu công chúa theo màu tan phú trương. Đầu sẵn công kỳ lớn khi sao đoàn ra nhắn tâm đoàn tình. Về cộng đồng tôi dính đi nguyên trời bên tiếng Nam cùng mùa. Bao ta mưa xa, dùi chuông tan tầm qua. Lệ thơm thương xa, chạm nơi cắt tia câu tình ta. Gia làm hai, gia làm ba, gia làm tư, gia làm năm, gia làm sáu, gia làm bảy, gia làm tám, gia làm chín. Winner cho ta.
giúp tóc giả đó. Quý vị thân mến, dạ, hội chợ hai trăm hai mươi bảy tháng ba phần thưởng chót rất là giá trị, một chiếc khóa, một chiếc chuông cửa thông minh trị giá 3.800.000 đồng nha quý vị. Và tại sao mà nó có giá trị cao như thế? Bởi vì là chiếc chuông cửa thông minh mình gắn vô không có cần bắt dính bù lông con tán gì hết trơn. Khi có khách tới nhà bấm cái chuông cái kịch trên cái điện thoại mình hiện hồn cái người đang bấm cua bấm chuông nha quý vị. Nếu quý vị không ở nhà, ở đi xa, mình có di động mình cũng có thể biết lượt khách tới nhà là ai nha quý vị. Và bây giờ ủng hộ dòng cuối nhiệt tình quý vị ơi. Và tất mời Nhã Vi. Yo, dòng cuối quý vị ơi. Chỉ có 10.000 đồng mà tuần sau mới được chơi tiếp quý vị ơi. Ngạt ngào hương gió xa
Alo. Bữa sau có hát bài này kêu chị chuẩn bị thẳng tay chuối xanh nha. Trời ơi, cái 57, cái câu gì nó đè luôn vậy? 57, 57 mấy gì là thằng nhỏ khóc cái ông nội ơi. 57, 57 mấy gì là mày, gì là ma, gì là ma, gì là ma, gì là chim trong một chim bay ra hồi thương quá. Cái chim Việt Nam 38, 38, 38, 38. Mấy gì là số gì đây, số gì đây? Em lặng nhìn theo người bước xa, bao nhớ thương đông đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Em ước mơ ngày mai thấy mình 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. Còn hai gì đây, hai gì đây xa, hai gì đây, hai gì đây còn hai gì đây, hai gì đã yếu nhột, áp nhột, yếu nhột, áp nhột. 21, 21, 21, 21, 21. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, cơ rắc con mấy con mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, con năm gì đây, năm gì đây. Mùa xuân này về trên cái quê ta, cầm đất trời biển rộng cây bao la, cây xanh tươi ra lá cái chỗ hoa. Chào mùa xuân về đến cái mọi nhà. 53, 53, 53, 53, 53. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Chiều mùa nắng bên em, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình giờ chị đã bài nha, chị đã bài chút. La 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 la. Cô mẹ tâm cô mẹ lao. Mẹ lao, mẹ lao, mẹ lao. Mẹ cô mẹ tâm mẹ lao. Mẹ lao, mẹ lao, mẹ lao. Ở nét hòn, ở nét hòn. Con bút ba, con bút ba. Leo lên anh. 43 má ơi. Chưa có kinh. Giờ số tiếp mấy gì ra mấy gì ra kinh sâu kinh giật kinh thông kinh giật. Áo quài áo nội. Sáu kinh thông kinh giật. Nè. Nè. Số gì ra? Trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cô níu duyên tình anh, đã không hiểu vì tôi ta biệt chi gian dối. Đêm mai trên lệ tình ngập ngừng đầu môi. Đáng lên. Bơm em biết không gì? Mưa răng mất trên môi sầu đều nhạt đơn côi. Dù xa nhưng chúc tim tôi mình anh nhé. Còn 13, còn 13. Cha có 13 giờ kêu qua, có một chủ nhà đồ chạy quý vị, 13 giờ kêu qua. Mấy má? Có 1. 29? Có 2. 39? Có 3. 53? Có đủ. Dòng loại 35 quý vị. Và 35 là dòng loại hợp lệ. Còn ai may mắn trúng thưởng chạy thật nhanh lên sân khấu quý vị nhận thưởng quý vị ơi. Nếu không mọi thắc mắc về sau em không giải quyết. Và bây giờ trao thưởng và nhà tài trợ chụp hình giùm em nha. Rồi xin mời đây nè. Bà nội đi, dòng này tặng quá má. Dòng này tặng chuông. Không lấy chuông lấy hàng gấu bự. Tùy em. Rồi quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng đến với dòng loại đặc biệt quý vị ơi. Yo. Hãy giơ tay giùm em, nhờ người hỗ trợ quý vị. Có ai không? Em sẽ xuống điều người xuống dò tiếp quý vị. Rồi, hai nhân viên dò tiếp không? Rồi quý vị ơi, bây giờ ai có giấy trên tay hút mắt dễ sáng bắt đầu dò tổ. Con số 5, con số 5, con mày gì đây, mày gì ra.
vòng mấy gì đây mấy gì đã duyên sẵn tròn duyên ba chữ nguyên nguyên 30 nguyên 30 con 30 30 nguyên chúc xin chúc bọc đầu tình em xin em đứng một mình em cũng xin còn 49 còn 49 49 49 ba gì đây ba gì đây ba gì đây số gì đây do từ từ đừng có nhu nhau còn 26 mấy gì ra mấy gì ra con người gì ra ai đi châu đốc nhớ ghé núi Sam con 18 còn số gì đây số gì đây con số gì đây trong căn nhà phan dường như có mà nói lúa đầu ra là em cái hết hồn con ba đầu đinh hàm răng nó trắng tên nó lúa đầu ra là em cái dục mình lần đầu em gặp đầu đinh đã cưới anh em kêu để em kêu chị ha có ai nói gì mày đâu không ai nói gì đâu còn số chín má nó bắt chát vô ngoài đâu còn số chín mấy gì ra con mấy gì ra mấy gì đây con mấy gì ra con nhà nó cây bóc số nè và chị ba đâu rồi trời ơi vô số mấy 60 52 có ai lớn hơn không 60 còn nữa một người nữa hai người 12 yeah số 7 còn ai nữa 17 rồi hai người vậy là hai người may mắn nhất chọn em hai con gấu nha rồi mỗi người một con gấu bự tại hai con mình chia ra làm hai người dạ rồi xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị đã đến với Đo Lưu Tôi Sài Gòn Tân Thời tối hôm nay và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ tiếp theo của tất cả quý vị vào tối ngày mai ngày mốt và đêm Halloween này ngày 31 tháng 10 xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.